Chào các bạn, ở đây là tỉnh lộ 15 tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và chỗ này là nơi mà mọi người đang tập trung xem công an đang chắn ngang đường, bởi vì ở đây là hiện trường công an đã tiêu diệt Tuấn Khỉ vào lúc khoảng hơn 11 giờ ngày 13, hơn 11 giờ đêm á, nghĩa là gần tới 12 giờ đêm rồi, ngày 13 tháng 2 năm 2020. Và bây giờ thì khoảng 5 giờ năm ngày 14, thì cách đây khoảng 4 đến 5 tiếng, thì ở trong cái địa điểm trong này công an đã tiêu diệt Tuấn Khỉ. Bởi vì công an khi mà vây bắt Tuấn Khỉ thì anh ta chống đối và công an đã bắn tiêu diệt luôn tại chỗ. Đó là thông tin những gì tôi biết luôn. Thì như bây giờ các bạn thấy đó, cái chỗ này là đường tỉnh lộ 15 giao nhau với đường Đỗ Văn Dậy, và ngay cây xăng thì công an đang chắn ngang đằng kia. Rồi thấy có những cái xe của cảnh sát giao thông đó, rồi có cái hàng rào, có một chiếc xe tải đang chắn ngang, và xe di chuyển từ Hóc Môn đi qua Củ Chi ngang qua đoạn này thì phải rẽ vào đường Đỗ Văn Dậy chứ không được đi thẳng trên đường tỉnh lộ 15. Còn Tuấn Khỉ thì sau 15 ngày lẫn trốn, sau khoảng nửa tháng đó, thì bây giờ đã bị bắn chết tại chỗ và công an đã mang xác đi rồi. Hiện tại thì chỉ một số người dân hiếu kỳ còn xem ở đây thôi. Và hiện tại là tôi quay video này sau khi bắn chết Tuấn Khỉ khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ.